chi u 15 chi 10, thông tin tư chi của cờ anh toa nờ vê sinh thư cờ mờ ca ca, cho bi tờ đang theo do y du ba y ăn thi tờ co cờ pha y bờ di nờ y u chi di bi ngô đô cờ. Theo thông tin ban đầu, chiều ngày 14 tháng 10, ba chi em đô mờ, hờ lan ni 38 tu y, hờ đinh ni 30 tu y, gia y bin ni 19 tu y, trú tại gờ đa tờ hi u, thi sa bung ho, tỉnh ca ca, tờ mô tờ sô con co cờ rô y la mờ thi tờ ăn. Trong quá trình chế biến, ba chị em hờ lan đã bo mô tờ y tờ trương ngờ co cờ giao chung dơ y thi tờ co cờ rô y cung ngờ ăn. Đn khoảng 17:30 cùng ngày, các ba chị em hờ lan đê u co tri u chương ngờ chân ngờ tờ, bu nợ nôn va tiêu chay. Ngay sau đó, gia đình đã đưa ba nạn nhân đến bệnh viện điều trị. Được biết, trước đó chị em hờ lan đang ăn thịt cốc nhi u nợ va không bi ngô đô cờ. Hư nợ sư cờ kho e cu a ca cờ b nhờ nhân đa ta mờ ô nợ, không quy khi chờ va đăng cờ theo do y ta y b nhờ di nợ.